cả những dòng máy bên mình bán đều là bản quốc tế nha mọi người. Mọi người nhớ nha, đều là bản quốc tế, có CH Play đầy đủ và không có bị giới hạn bất kỳ một ứng dụng nào. Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Thanh Luxury. Cảm ơn mọi người thời gian qua đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ kênh của Thanh Luxury nha. Nhân dịp cuối năm thì Thanh Luxury giới thiệu đến mọi người một sản phẩm. Cái sản phẩm này thì mình có thể làm quà biếu tặng cho những anh em nào mà đang đau đầu, không biết mình nên chọn lựa cái sản phẩm nào để biếu tặng sếp hoặc là người thân yêu của mình. Đây là dòng và tô Atopy New 100% nha mọi người. Đây là máy nguyên zin chính hãng luôn. Cái này full box trùm in may nên là làm quà biếu tặng rất là ok luôn. Đây, máy sẽ được bọc trong này, mình quay máy sau ha. Bây giờ mình quay phụ kiện của máy trước. Trong này là thẻ cạc của máy trong này. Đây là bao da của máy. Cái bao da này thực chất là trong box không có. Mọi người mua máy thì sẽ được Thanh Luxury tặng cho mình một cái bao da rút như thế này. Bao này được làm từ chất da là da thuộc của Italy. Đó, nó giống như là cái da đằng sau, ốp đằng sau lưng của cái máy này. Tí mình sẽ quay chi tiết cái máy cho mọi người xem. Mua máy thì sẽ được tặng bao da như thế này. Và trong máy sẽ có full bộ sạc hai củ, củ to củ nhỏ như này nha mọi người. Đó, và cả cáp USB có đầy đủ bộ sạc như thế này. Và bây giờ mình sẽ quay chi tiết cái máy cho mọi người xem. Một món quà khá là giá trị luôn. Bây giờ là thời buổi công nghệ thông tin rồi thì rất là nhiều những anh chị em mình cần làm việc phải sử dụng Facebook, Zalo thì có thể sử dụng được hết. Cái máy này sử dụng hệ điều hành Android 8.1 nha mọi người. Rất là mượt luôn, giống như những cây Samsung Galaxy bây giờ. Đó. Và đặc biệt hơn thì cái máy này thì mọi người thấy cái cỡ của nó giống như là iPhone 11 Pro. Tuy nhiên là cái thân máy chắc chắn là nó sẽ chắc và bền hơn iPhone rồi. Tại vì thực chất là dòng Vato á, cái máy này mọi người cũng biết rồi, Vato thì họ sử dụng những cái chất liệu mà làm trên thân máy rất là cao cấp luôn. Chẳng hạn như cái mặt kính của cái dòng máy này được làm từ sapphire. Sapphire thì nó sẽ chống chày, chống xước tối đa luôn nha mọi người. Và cái viền máy này là được làm từ thép không rỉ nè, rất là chắc luôn, cầm cái máy trên tay rất là nặng luôn. Điểm ở trên thân máy là những cái miếng gốm ceramic này. Thì gốm ceramic nổi tiếng là cứng chắc, không bàn cãi nữa. Và đằng sau, mọi người thấy cái thiết kế ở cái khuôn viền camera ở phía này, khuôn viền camera. Và thậm chí ở hai bên này là hai cây sim, 1 và 2 ở đây. Nhìn rất là sang trọng luôn, sẽ rất là phá cách. Chút xíu mình sẽ mở cây sim lên cho mọi người xem nha. Và da được bọc trên máy là da thuộc, giống như hồi nãy mình nói chất liệu của bao da vậy đó. Cái da này là da thuộc, được nhập từ Italy nha mọi người. Cái máy này new 100% chưa qua sử dụng. Và ở trên hai cái nắp này là nắp sim của máy. Cái này hai sim nha mọi người. Đây, đó, hai nắp sim mở lên. Nhìn giống như là đại bàng tung cánh vậy, rất là đẹp luôn. Mọi người thấy cái thiết kế này của Vato cực kỳ đẹp nha mọi người. Nổi tiếng và ấn tượng là ổ sim 2 ở bên này. Mình cho mọi người xem, ở đây thì nó sẽ có cái chữ ký. Mọi người thấy đây là cái chữ ký của nghệ nhân, người mà làm ra cái máy này. Ở đây là cái ổ sim 2. Cái này sử dụng micro sim nha mọi người. Và bên này, ở cái nắp sim bên này thì nó sẽ là cái đời máy và số in may của cây máy này. Đây, đây là số in may 193311 và 193329. Đây là hai cái sim. Máy hai sim nó sẽ có hai số in may nha mọi người. Và in may ở trên box cũng như vậy. In may ở trên box, in may 1 mọi người thấy 19311 và bên phải của mình là in may 2 193329. Giống cái này là full box trùng in may. Đó, và cái ổ sim 1 ở đây cũng sử dụng micro sim luôn. Thiết kế của vịt tu rất là đẹp luôn. Và ở viền cái máy này cũng sẽ có một cái nút gọi khẩn cấp, nút đặc biệt của hãng vịt tu. Cái nút này thì được làm từ một viên đá ruby. Đây là cổng sạc, cổng USB của cái máy này nha mọi người, giống như những cái cổng Samsung Galaxy bây giờ. Máy rất là ok.
Dòng này thì mua xài biếu tặng rất là đẳng cấp luôn. Đó, anh em nào quan tâm tới cái máy này thì liên hệ về địa chỉ của shop Thanh Luxury nha. Địa chỉ bên mình là 182 Hoàng Diệu 2, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, hoặc là hai số điện thoại hotline 0981 717171 và 0902768888. Bên mình sẽ gửi hình ảnh tư vấn chi tiết luôn. Anh em ở xa thì cứ kết bạn Zalo hai số này nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video của mình. Hẹn gặp mọi người tại một video kế tiếp.